Mặc dù đá rất xấu xí để ngăn cản Việt Nam, nhưng Thái Lan vẫn thua đầy cay đắng bởi pha lập công ở phút bù giờ của Nguyễn Anh Đức. Tuyển Việt Nam đã nhập cuộc trước Thái Lan theo đúng tinh thần của huấn luyện viên Park Hang-seo khi đá trong tư thế của đội vô địch AFF Cup 2018. Không có sự chấp nhận đá lùi theo kiểu chơi cơ hội phản đòn, Việt Nam đã ép Thái Lan phải chơi ở phần sân nhà trong phần lớn của hiệp 1. Một trong những sự khác biệt của đội hình xuất phát quen thuộc của tuyển Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được đá chính ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền vệ người Thái Bình chơi chưa đúng phong độ khi trở lại đội tuyển sau 2 năm vắng bóng. Đây là điều có thể thông cảm với màn trình diễn của Tuấn Anh trong hiệp 1. Mặc dù rất muốn thắng Việt Nam, nhưng cách chơi của Thái Lan chủ yếu là phòng ngự và tranh cướp bóng ở khu vực giữa sân. Họ đã rình rập với những đường truyền dài chờ khai thác lỗ hổng của ba trung vệ Việt Nam. Một trong những tình huống nguy hiểm nhất của hiệp 1 cũng xuất phát từ miếng đánh này. Supachai đã khống chế khéo léo và dứt điểm bật cột dọc khung thành của tuyển Việt Nam. Một tình huống nguy hiểm khác là Trọng Hoàng có pha phá bóng không tốt. Thitipan Puongchan đã dứt điểm cực kỳ nguy hiểm khi bóng đi chệch khung thành của Đặng Văn Lâm. Đó cũng là hai pha bóng đáng kể nhất của Thái Lan khi phần lớn thời gian thì đội chủ nhà phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam để phá lối chơi và làm hao mòn thể lực của đối thủ. Màn trình diễn ở trong hiệp 1 của tuyển Việt Nam thực sự rất đáng xem khi sau rất nhiều năm thì chúng ta đá với Thái Lan cứ theo tư thế cửa trên, không phải gồng mình chống đỡ như thời huấn luyện viên Miura. Tinh thần chiến đấu tự tin và kỹ thuật nhỉnh hơn của đối thủ chính là sự khác biệt lớn nhất của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Một sự khác biệt lớn so với hiệp 1 khi Thái Lan bất ngờ dồn ép tuyển Việt Nam. Nguyên nhân là đội chủ nhà đã phát hiện tuyến giữa của đội khách có vấn đề, cho nên tăng tốc tấn công. Mọi thứ càng nóng hơn khi cầu thủ của hai đội liên tục va chạm và Đoàn Văn Hậu đã lãnh chọn một cú tát vào mặt từ cầu thủ của đội Thái Lan. Đáng nói là trọng tài đã không rút thẻ đỏ dành cho cầu thủ của đội chủ nhà nhưng dành cho Văn Toàn tấm thẻ vàng theo cách rất khó hiểu. Lối đá thô bạo của Thái Lan có thể nói là khiến cho tuyển Việt Nam phải e ngại vì chúng ta có bóng thì đối thủ sẵn sàng phạm lỗi rất xấu xí. Sức ép của Thái Lan dành cho tuyển Việt Nam có thể nói là rất đáng kể. Thậm chí là thủ môn Đặng Văn Lâm đã phải vào lưới nhận bóng ở phút thứ 72, nhưng trước đó thì một cầu thủ của Thái Lan đã phạm lỗi. Mọi thứ chỉ đổi chiều sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo tung công phượng vào sân. Tuyển Việt Nam bắt đầu ép ngược lại Thái Lan. Đến phút cuối cùng thì Anh Đức đã đánh đầu hạ đối thủ với tỷ số 1-0. Một chiến thắng xứng đáng cho tuyển Việt Nam ngay trong ngày Thái Lan chơi thứ bóng đá như đấu võ. Và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của tuyển Việt Nam sau 10 năm trước Thái Lan. Tuyển Việt Nam đã vào chung kết King Cup 2019 một cách thuyết phục, còn tuyển Thái Lan sẽ đá tranh hạng 3. Như vậy nhìn lại thì trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam đã diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Chúng ta hãy cùng điểm lại những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu này. Người hùng của trận đấu này có lẽ phải nhắc đến đó chính là Nguyễn Anh Đức. Những tưởng là hai đội sẽ kéo nhau vào chấm luân lưu đầy may rủi, nhưng lão tướng Anh Đức lại một lần nữa lên tiếng đúng lúc với pha đánh đầu tung lưới của thủ môn Kawin Thamsachanan ở đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Và bàn thắng của Anh Đức đã giúp cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Thái Lan, qua đó khẳng định với Đông Nam Á rằng chúng ta mới là số 1 của khu vực hiện tại. Điểm nhấn thứ hai phải kể đến sự trở lại của Tuấn Anh. Sau nhiều năm vắng mặt ở các cấp độ đội tuyển vì chấn thương, thì ngay trong lần trở lại này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng Tuấn Anh để đá cặp cùng với Hùng Dũng nhằm quán xuyến ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Có một đôi chút bất ngờ khi Tuấn Anh lại được sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo muốn tận dụng sự kỹ thuật thoát pressing và khả năng truyền dài tốt của Piccolo phố núi để khiến cho đội tuyển Thái Lan phải bất ngờ. Nhìn chung thì Tuấn Anh cũng đã có một trận thi đấu tốt, nhất là khi anh không có quá nhiều thời gian tập luyện cùng với đồng đội để có thể hiểu hết những mảng miếng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Toàn ở trận đấu này thì chơi cũng khá năng nổ, đang có phong độ cực tốt tại V-League với 5 bàn thắng và 5 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, cho nên không có gì ngạc nhiên khi Văn Toàn được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cho cơ hội đá chính ngay từ đầu. Vẫn như những gì thể hiện trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn đã chơi rất năng nổ ở hành lang cánh phải. Trong suốt hiệp 1 thì tiền đạo này là người nhận được nhiều bóng để đột phá và căng ngang cho đồng đội, nhưng đáng tiếc là không có một lần nào thành công. Hàng thủ của Việt Nam ở trận này chơi vẫn khá tập trung, chơi ngang ngửa với Thái Lan ở trong hiệp 1, nhưng việc thể lực bị giảm sút đã khiến cho đội tuyển Việt Nam có phần bị đánh mất thế trận sau giờ nghỉ. Vì thế, đội tuyển Thái Lan đã có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía Văn Lâm ở trong hiệp đấu thứ 2. Thế nhưng việc hàng thủ của đội tuyển Việt Nam chơi tập trung khiến cho đội nhà gặp không ít khó khăn. Dù không có mặt của Đình Trọng do dính chấn thương, thế nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang cho thấy những toan tính
của mình ở hàng thủ của ông là rất hợp lý. Đây chắc chắn sẽ là điểm tựa cho đội tuyển Việt Nam trong các giải đấu sắp tới. Người cần nhắc đến tiếp theo chính là Hoàng Bò. Anh đã đáp trả xứng đáng cho người hâm mộ. Sau khi danh sách 23 cầu thủ tập trung cho đội tuyển Việt Nam tham dự King Cup được công bố, thì trường hợp của Nguyễn Trọng Hoàng đã bị người hâm mộ lẫn truyền thông đặt ra rất nhiều câu hỏi khi anh không thể thi đấu ở trong suốt giai đoạn lượt đi của V-League 2019, thế nhưng vẫn có tên trong danh sách 23 tuyển thủ được triệu tập. Dù vậy thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin rất lớn vào Hoàng Bò và luôn bảo vệ cầu học trò của mình. Để chứng tỏ sự kỳ vọng của thầy Park là không sai, Trọng Hoàng đã tiếp tục cho thấy khả năng lên công về thủ rất hợp lý trước Thái Lan. Không chỉ vậy, Trọng Hoàng còn hóa giải rất tốt những pha triển khai bóng của Thái Lan ở bên hành lang cánh phải. Những gương mặt như Tuấn Anh hay là Văn Toàn chính là việc là huấn luyện viên Park Hang-seo muốn mang đến sự bất ngờ cho Thái Lan khi điền tên hai cầu thủ này vào đội hình xuất phát. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng muốn tận dụng nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật của Tuấn Anh để mang đến sự mềm mại cho tuyến giữa, đồng thời để cho Văn Toàn phát huy cái điểm mạnh của mình là tốc độ trong những pha phản công. Và tính toán của thầy Park đã đúng một nửa. Ở trên tuyến tấn công, khi Quang Hải bị vây chặt, còn Anh Đức thì không thắng được Arison Bromberg. Trong đó các cái pha không chiến thì Văn Toàn lại trở thành điểm sáng với hàng loạt các tình huống đi bóng kỹ thuật. Tiền đạo người Hải Dương đã để lại dấu ấn với cú sút bị Sufan cản ở trên vạch vôi. Đó cũng chính là pha tấn công có nét nhất của Việt Nam ở trong hiệp 1. Sang đầu hiệp 2, nhìn đội hình của thầy Park chơi cũng có phần sộc sạch đôi chút, không có nhiều đường lên bóng đặc sắc. Ở bên phía đối diện thì Thái Lan cũng không chơi hay hơn. Song sự xuất hiện của bộ đôi là Supachai Zaidet và Supachok Sarachat đã khiến cho hàng thủ của Việt Nam cũng khá vất vả khi cản phá. Supachai đã có một tình huống dứt điểm dội cột sau pha cài người khá tốt. Và ngoài ra đội chủ nhà còn có thêm một lần khiến cho cổ động viên Việt Nam thót tim với pha sút bóng sống của Thitiphan, tiền vệ đang chơi cho câu lạc bộ Otia Trinitat ở J-League. Bóng đã đi chạy cột dọc trong gang tấc. Tuyển Việt Nam lại tiếp tục để đối thủ lấn sân ở trong hiệp 2 và có thời điểm bóng lăn 2% thời lượng trên 1/3 sân của Thái Lan. Lần lượt là Thiraton hay là Thitiphan đều có những cú sút rất nguy hiểm. Thậm chí là Thiraton còn đưa được bóng vào lưới của Văn Lâm, song bàn thắng đó lại không được công nhận do trung vệ Arison đã phạm lỗi trước đó. Tuy nhiên Thái Lan phải cảm thấy may mắn vì đã thoát thẻ đỏ trong tình huống mà Thitiphan đánh nguội Văn Hậu. Rất nhiều pha phạm lỗi va chạm mạnh xuất hiện ở trong trận này khiến cho trọng tài đã phải rút ra đến 5 thẻ vàng, trong đó Thái Lan 3 thẻ và Việt Nam 2 thẻ. Chỉ khi đến Công Phượng và Hồng Duy vào sân thì áp lực mới được giải tỏa phần nào. Và tuyển Việt Nam có thể chơi khởi sắc hơn ở trong những phút cuối, dồn ép lại Thái Lan để rồi Anh Đức băng vào đánh đầu tung lưới Thái Lan ở phút bù giờ cuối cùng và đưa Việt Nam lọt vào vòng chung kết với kịch bản không thể nghẹt thở hơn. Tuyển Việt Nam đã chính thức lọt vào chung kết King Cup để đối đầu với đội mạnh nhất của giải là Curacao. Về phía đội tuyển Thái Lan, phát biểu ngay sau trận đấu, cổ động viên của Thái Lan cũng chia sẻ: chiến thuật huấn luyện viên sai lầm hay phong độ các cầu thủ đi xuống, chúng ta lại thua nghiệt ngã, Việt Nam đã thắng rất xứng đáng vì họ chơi hay hơn nhiều. Thật sự là tôi không cần các bạn vô địch giải châu Á, tôi chỉ muốn thắng Việt Nam, nhưng tôi lại thấy xấu hổ vì các bạn. Người hâm mộ Iris Daisy cũng cho rằng là huấn luyện viên Thái Lan đã thua chiến thuật so với huấn luyện viên Việt Nam. Không biết phải nói gì, chúng ta đã chờ đợi trận đấu này suốt một năm qua, nhưng lại thua không thể cay đắng hơn. Việt Nam đã thi đấu quá danh mãnh và họ không cần tấn công nhiều nhưng vẫn chiến thắng. Ông Sirisak đã thua so với ông Park Hang-seo. Một ý kiến khác thì lại cho rằng Việt Nam quá xuất sắc, họ thắng đầy xứng đáng khi chiến đấu với tinh thần tuyệt vời, trong khi chúng ta đã không thể tận dụng được lợi thế sân nhà. Hãy thừa nhận họ là số 1 Đông Nam Á. Rất nhiều cổ động viên cũng đã phải thốt lên rằng Việt Nam thực sự rất tốt và tiếc rằng là chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hãy vượt qua thất bại và trở lại sớm đi nhé Voi Chiến, tôi vẫn luôn ở bên các bạn. Tự chung lại thì đội tuyển Việt Nam đã có một trận thắng xứng đáng ngay ở trên đất Thái, chịu đấm ăn xôi trong suốt thời gian ở trận đấu, tạo ra thế trận an toàn và có thừa sự bản lĩnh để tung ra đòn kết liễu đối thủ ở những giây cuối cùng. Giờ đây người Thái đã không còn căn cứ gì để biện hộ cho sự thoái trào của nền bóng đá nước nhà trước sự thăng tiến vũ bão của Việt Nam. Và họ đã thất bại từ lứa U19, U23 và giờ là đội tuyển quốc gia. Voi Chiến đã dừng bước tại bán kết AFF Cup 2018 và cũng là nơi mà đội tuyển Việt Nam đăng quang. Đáng nói hơn là chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo càng thêm ý nghĩa khi đã chấm dứt 11 năm chưa biết đến mùi chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan ở trên sân khách. Đêm nay thì đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu có phần xù xì toan tính, nhưng với hoàn cảnh và lực lượng hiện tại thì đó là một phương án rất hợp tình hợp lý của thầy Park. Và quan trọng hơn tất cả, một lần nữa bóng đá Việt Nam lại vượt qua chính đại kình địch của mình, khẳng định ngôi vương ở Đông Nam Á.
Thái Lan ơi, xưa rồi, và bây giờ đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị đối đầu với đối thủ mạnh nhất của giải là đội tuyển Curaçao. Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ thì Curaçao đã sớm tỏ ra vượt trội hơn so với đối thủ của mình bằng những bàn thắng phủ đầu liên tiếp ở ngay đầu trận đấu. Thậm chí là kết cục trận đấu còn sớm được định đoạt ngay sau hiệp 1 với tỷ số 3-1 nghiêng về Curaçao. Đánh giá về màn trình diễn của hai đội bóng này thì huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cũng đưa ra nhận xét là Curaçao tuy ở khu vực CONCACAF tức là Bắc Trung Mỹ nhưng thực ra là lối chơi lại mang tính chất châu Phi nhiều hơn. Đối thủ này cũng có kỹ thuật nhưng thiên về sức mạnh nhiều hơn. Họ chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên rất nhanh để đánh phủ đầu ngay ở những phút đầu trận. Trong khi đó thì Ấn Độ nhập cuộc chậm, 33 phút đã để thua tới 3 bàn. Và đội bóng này ít va chạm, thích sử dụng lối chơi kỹ thuật. Tuy nhiên thì bước sang hiệp 2, Ấn Độ cũng đã chơi tốt hơn và họ biết cách ngăn cản các phương án tấn công của đối phương, khiến cho Curaçao muốn tìm đường vào khung thành cũng khó. Điều đó cho thấy Ấn Độ cũng là một đối thủ nhập cuộc tương đối chậm, trong khi Curaçao lại có những nhân tố đủ tốt để sớm đẩy nhanh được nhịp độ trận đấu với lối chơi tốc độ và tận dụng được cơ hội ghi bàn cực tốt. Ông cũng nhận xét tiếp về sự sử dụng nhân sự của huấn luyện viên Park Hang-seo trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Việc sử dụng Tuấn Anh và Hùng Dũng ở tuyến giữa cho trận gặp Thái Lan cũng là một phép thử của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuấn Anh đã từ lâu nằm trong danh sách theo dõi nhưng bây giờ mới trở lại và bản thân ông Park cũng nôn nóng muốn tìm một tiền vệ có khả năng phòng ngự và tấn công tốt. Còn tất nhiên, mỗi huấn luyện viên đều có toan tính của riêng mình. Như việc dùng Trọng Hoàng đã 4 tháng không ra sân là đúng hay sai thì chúng ta cứ nhìn vào kết quả trận đấu với Thái Lan thì sẽ rõ.